attain the heart of Engatimi. I take refuge in all the Buddhas. I take refuge in the Dhamma and likewise in the example of the Bodhisattvas. As the previous Buddhas embraced the enlightened mind and progress on the Bodhisattva's path, are true for the benefit of all sentient beings, giving birth to bodhicitta, and applying myself to accomplish stage of the path. Cho đến khi đạt đến tinh túy của giác ngộ, con xin quy y chư Phật, con xin quy y Pháp, và cũng như thế, con xin quy y chư Bồ Tát, như chư Phật xa xưa hằng nhiếp thụ tâm giác ngộ và tiến hóa trên Bồ Tát Đạo. Con nay cũng vì lợi lạc của tất cả chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề và dốc lòng tinh tấn để thành tựu tất cả các giai đoạn trên con đường đạo. Mai Nam Ga Đại Nhân Bê Sinh Chế Tâm Chế Đề Hoa Tán Đề Vê Chơ Tâm Đề Bài Chú Mother sentient beings, boundless as the sky, have a happiness and the cause of happiness. May they be liberated from suffering and the cause of suffering. May they never be separated from the happiness that is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Nguyện cho tất cả chúng sinh, những bà mẹ hiền của con từ vô lượng kiếp, vô biên như trời cao, được an lạc và có được nhân an lạc. Nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho tất cả chúng sinh không bao giờ xa lìa an vui, thoát khỏi mọi phiền não. Nguyện cho tất cả chúng sinh an trú nơi bình đẳng trí, thoát khỏi mọi tham ái và đố kỵ. Page 18. Trang 18. Chân định chư tu minh giám linh chỉ trai bế tu sống dụng la chờ sư mi chờ văn tu chế chờ phan chế called refuge ornament of the world. Your fame pervades the 3,000 worlds. You are the victor Vajradhara without a doubt. I bow at the feet of the Father and Jitin Sungun. Continually attain of no one but you. Compassionate one, grant your blessings. Dispel the darkness that surrounds my heart. Please bless me so that I can realize the unliberated nature of mind. Chốn nương tựa vô song, báu vật điểm trang cõi thế, danh thơm Ngài tràn lan khắp 3,000 thế giới. Ngài là đấng chiến thắng kim cương trì chắc chắn. Con xin đảnh lễ dưới chân Thầy Đức Chittin Sumgung. Ngày qua ngày, con không nghĩ tới ai khác ngoài Thầy. Đấng từ bi, xin hãy ban năng lực gia trì, xua đi bóng đêm đang vây quanh tim con. Xin gia hộ giúp con chứng ngộ bản tâm nguyên sơ. Sai dư bê dư
đề san je jen la me de bu wa ye ro ge nam dai jen de je wa yo go so yo zo la me zo na la che na sa so de je nye je ju da le lo ju na ze yo ye la sa me yo ge ne do za an ze wa dain joy jin ya is dedicate chương 20 mặt đất đẫm nước thơm trải đầy hoa muôn sắc điểm thêm núi Tu Di vua các núi bốn đại dương cùng đôi vầng nhật nguyệt cõi Phật trang nghiêm đó con xin dâng cúng hết nguyện cho tất cả chúng sinh đạt được an lạc trong các cõi Phật. Trước chư đạo sư đã chứng được tam thân, con xin dâng cúng các phẩm vật ngoại, nội và mật, bằng thân con cùng tài sản và vạn vật hữu hình, xin ban cho con tối thượng bồ đề giác ngộ. Bất kỳ công đức nhỏ nhoi nào mà con gặt hái được, nhờ lễ lạy cúng dường sám hối tùy hỷ và thỉnh cầu. Vì lợi ích giác ngộ của tất cả chúng sinh, con đều xin thành tâm hồi hướng. Om Guru Deva Dakini Ratna Mandala Pratisha Soha. Page 21. Sem je nam je zambada lo ye se dai je tawa che jo de mo de ba ye che je ko lo ko. Please turn the way of the Dharma, of the true words and their ambition, according to the dispositions and likewise the mental capacity of sentient beings. Xin hãy chuyển pháp luân của nhị thừa và những phối hợp của cả hai thừa, tùy theo thể chất và cũng như thế, tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh. Then it tumbled to the flat, the county joint, then it is a jail is joint.
Tini sanji teng umbar tokwa sangye bakarmi tini sanji kusum dhani sanji chomdi nye tini sanji la chukka namkha tawa, longka jatsonga tawa tini chukka chapa tawa, chukka tatay tawa tini chukka rukka chupa bu kanza tamche chukka ka kongtsum dhugo yore tini jewa de shiko yore This morning, my Dharma friends, I will offer some words on the way to practice Aci. And so regarding the deity practice in general, many questions always arise. Many people ask questions about this great variety of each and every deity and then the different sadhanas or the practice, the way to practice those deities. And then the various empowerments of all those deities and so on. And so for that, it is first important to have a general understanding on the relation between the practice of the deity, the method of practice, and the deity, and then the practitioner who practices the deity. So that is first of all important to understand how they relate to one another. And so, for the sake of some newer disciples, I will give an answer to a general question that always arises along those lines. And so, many people ask questions about that because they're very also interested in this practice. So, first of all, we must understand the deity that we practice. Where does it actually come from? And the deity comes from enlightenment, the Buddha. When the Buddha attained perfect enlightenment, he was then referred to as the transcendent conqueror, who is the embodiment of the three kayas. So the three kayas are the Dharmakaya, which is like space, like a sky, the Sambhogakaya, which is like a rainbow in the sky, and then the Nirmanakaya, which is like rain falling down from the sky. And so, the Nirmanakaya appears in various forms in the six realms of samsara, and actually all beings are actually Nirmanakaya forms. So first we need to understand now the relation between the deity and the practitioner and how to practice. Thưa hôm nay là chúng ta sẽ tu học về pháp hành trì Đức Hộ Pháp Ajitoma. Ngài Gajen nói rằng Ngài sẽ khai thị chúng ta một chút về cái pháp hành trì này. Khi mà chúng ta mới bắt đầu tu tập theo pháp hành trì bổn tôn thì có rất nhiều câu hỏi nó có thể khởi hiện lên trong đầu của chúng ta. Chúng ta không hiểu rằng có những cái vị bổn tôn nào, có bao nhiêu bổn tôn, những cái nghi quỹ tu tập là như thế nào, và có rất là nhiều những cái quán đảnh khác nhau. Thành ra cái quan trọng là chúng ta phải hiểu được một cách tổng quát về cái sự kết nối hay là cái sự liên hệ giữa cái pháp môn mà chúng ta tu tập, giữa cái vị bổn tôn và chính chúng ta là những người hành giả. Cái sự kết nối đó, cái sự liên hệ đó là như thế nào, và để giúp cho những người mới đến tu tập lần đầu tiên có thể hiểu được sâu sắc hơn về cái pháp tu bổn tôn, thì thầy nói rằng thầy sẽ sẵn sàng trả lời những cái câu hỏi nói chung về cái pháp môn hành trì của chúng ta. Khi mà chúng ta muốn nói đến pháp tu bổn tôn thì bổn tôn phải hiểu là bổn tôn đến từ đâu. Bổn tôn đến từ tính cái sự giác ngộ. Giác ngộ ở đây chính là Phật, và bổn tôn đến từ cái giác ngộ, một cái sự toàn giác, một cái sự toàn giác siêu vượt được tất cả. Và bổn tôn sẽ thể hiện qua ba thân khác nhau. Thân thứ nhất là pháp thân, cũng giống như là hư không. Thân thứ nhì là báo thân. À, đi, đi, xin à. Thì sau khi có xong rồi, những tiếng thì hát có xong chẳng là thì cái thế thống xa bà này rồi mà lại càng lý đến chú cái nằm khá tạp thì là sau khi đứng cá giá chức sáng chế xong là bây giờ chất quả chức giáp tố chế bây giờ thức quả tạp thì giáp tố thì yên mê bà chú cái nằm khá tạp thì nhìn mê bà chá rồi 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 nhìn mê chẳng thay cái giáp tố nó chất quả chế thức nè thì chất quả thì mê rồi rồi mà lại
rāngjīngan jūngu yōre, kāngi tīna lōngka ngīpā ngā tīngzē, tī shīna tīna hlā yōngi tētōn tsāwāni yāl mārī, hlā tāka tāpa siyāng kāntāng jī, chūka tā lōngka tā jī, tāpa chārī yēchī. Tīnī gu tō rūpā pī kāngsā tī, tātā mātā nīgā tī, chūka rā mātā, tātā mātā nīgā yōrēchī. Mātā pā nīgā dāntī tī lē nyō mō bō kwaṅkē, tīnī rūpā rā rūk sō sō, Chari nukwara nukwara soso chari yore echi. Yena tindra tabu chari tindra 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 sanji trupa kwa nukwara nukwara soso sokchele dirza ke semchi itang, neka mahto kwa semchi itang, dirzi ke givishi ni nyamde yungu yore, chari nyamde yore tira. Chukara tata mada nyinga nyamde yore eso. Dewe tindra tada wangka kabri mamipa mimbar sepa aso. Ritim mimbar sepa la, tiri drupa tap sung. Drupza ka la, chuko ta longa resi. Drupa pu kanza to chuka resi. Ije semgu jun chukpa resi, dirtik nipu dhuwa yung la chap sung sanjege. Semki nama sanjege, semgu jun chukpa resi, niyo ma resi. Tiri ti drupu piti jing kari la, nika madaba dandiyin tang, dandiyin tiri nindiyin. Lé tán yuán mú bú kwaán lú sáu lé tí lí rúá rú rú sá sá jí dé yó ré sá. Té ká drupá ñám sá lí ná, tí ní tá chó tí lí ké, tá lí chó kwaán tí lóngó lé tí lóngó lé chú kár tí lí sáng yá tó kó yó ré. Té wé tí lí táp sáng mú té lá tí lí tí tóm tsa wá lí mé bá chá tó tí lí hé tí. And so if one doesn't understand this relation very well, then many doubts will arise. People often say that what really is the deity? Because we can't see the deity, so what really is the deity? It seems to be like a lie, like something that doesn't really exist because we can't see it. If one understands the qualities of the Buddha's three kayas, and then one will be really free of all doubts about that. So what are the qualities of the three kayas? So the first kaya or embodiment is called the dharmakaya. And the dharmakaya is the space, like a space-like nature of the mind. So for example, if one person today attains enlightenment, it is this person is like a drop of water that is poured into the vast ocean water. So once the drop is added to the ocean water, it becomes indivisible with the ocean water. And so this indivisible expanse is the nature of the dharmakaya. One becomes non-dual, not separate. Although one the drop is inseparable from the ocean water, the drop has still not disappeared. It just has become one with the ocean water. And so within the ocean water, there is no division, no duality. Or for example, within the sky, the space, within space, there is no duality. All is exactly the same. One is one with that ocean water. So that is the dharmakaya. And then there is the sambhogakaya, which is like a rainbow in the sky. When we, as a refuge prayer, it says, and for the Dharmakaya, it says, I forms of the deity or different rainbow-like spheres and strings of light and so on, like different spheres of light in the sky. So that this is the nature of the deity. It's like a light form, like a rainbow-like form. And those forms of the deity, which are Sambhogakaya forms, and their pure lands appear naturally. The Sambhogakaya possesses five certainties. And if we understand those, then there's really no doubt about the existence of the deities. So the deity is the Dharmakaya and the Sambhogakaya, which are the pure aspects of the mind. And then there is the Nirmanakaya, the third one. So the practitioner, the one who practices the deity, is a Nirmanakaya. And within the Nirmanakaya, there is pure and impure. The impure are the sentient beings who grasp at a self, and therefore they are controlled by their afflictions, afflictive emotions, and their karmas.
and therefore temporarily they appear as distinct beings in the six realms of samsara. So that is the impure form of the Nirmanakaya. And then there is also the pure form of the Nirmanakaya, and that is an enlightened Buddha emanation appearing in the form of those sentient beings in the six realms in order to tame sentient beings. So it is like the sentient beings to be tamed, the impure, and those who tame them, the teachers, the spiritual teachers, the pure, which are both Nirmanakayas and appear together in the same form. For example, when we receive an empowerment, we say we ripen the unripe, the ripening empowerment. So what ripens is the method of practice, the practicing the deity. The deity is the nature of the Dharmakaya and Sambhogakaya, and the practitioner is the Nirmanakaya. And their relation to understand here between them is that they all have a single continuum of mind. So their minds on the basis are not separate. Therefore, the Buddha had said, Buddha nature pervades all beings. And he said, within all beings is the Buddha. So the deities and the practitioners, all beings actually are connected to a single continuum of mind. They are not separate from one another. Only temporarily, due to grasping at a self, it appears to sentient beings that there is a duality. They perceive a dualistic reality because they are controlled by afflictive emotions and karmas, and therefore appear in distinct forms in the six realms of samsara. But if we engage in practice, then ultimately we can ripen from the Nirmanakaya to the Sambhogakaya to the Dharmakaya and attain enlightenment. So if we understand the method of practice, then we can become free of all doubts. Khi mà chúng ta tu tập, nếu chúng ta không có hiểu được cái liên hệ giữa vị bổn tôn và bản thân chúng ta là hành giả thì sẽ có rất là nhiều cái sự hoài nghi nó khởi lên. Chúng ta sẽ tự hỏi không biết là bổn tôn đến từ đâu, bổn tôn thực sự là gì. Bởi vì chúng ta không có nhìn thấy được hình tướng của bổn tôn và chúng ta nghĩ rằng có thể bổn tôn không có hiện hữu. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được về những cái phẩm tánh của ba thân Phật thì tất cả những cái sự hoài nghi của chúng ta nó sẽ tan biến đi. Cái thân Phật đầu tiên ở đây là chúng ta muốn nói đến Pháp thân. Pháp thân thì đây chính là một cái đặc tánh nó rộng rang bao la giống như là hư không của chính tâm của chúng ta. Và một khi mà chúng ta đạt đến được giác ngộ, một người nào đó khi đạt đến được giác ngộ thì cũng giống như là một cái giọt nước nhỏ bé, nó tan hòa vào trong nước của đại dương, nó trở thành là một với lại nước đại dương, gọi là bất khả phân ly, nghĩa là không có thể nào tách lìa được cái giọt nước đó khỏi nước của đại dương. Đây chính là cái tánh gọi là tánh bất nhị của Pháp thân. Và cái giọt nước đó một khi nó tan hòa vào trong nước đại dương, tuy là nó không có biến đi đâu cả mà nó trở thành là một với đại dương mà thôi. Ở đây nó không biến đi, nó không mất đi, nhưng mà nó là một cái sự hoàn toàn bất nhị. Nó giống như là ở trong hư không, khi chúng ta nhìn vào bầu trời, chúng ta không thấy có một cái sự tách lìa nào giữa cái khoảng không khí này với một cái khoảng không khí khác ở trong không gian. Thì đây là cái tánh bất nhị của Pháp thân. Kế tới là thân thứ nhì là báo thân. Báo thân thì cũng giống như là cầu vồng ở trong hư không. Khi chúng ta nói những lời nguyện quy y, chúng ta nguyện rằng nguyện xin cho con quy y nơi bản tánh sáng tỏ chiếu soi, không bản tánh sáng tỏ chiếu soi bất biến. Đây chính là quy y vào báo thân. Và khi chúng ta nói đến quy y, nguyện xin cho con quy y vào pháp giới rộng rang của Pháp thân, thì đây chính là cái đặc tánh rộng rang, thanh tịnh thuần khiết và bất nhị của Pháp thân. Khi mà chúng ta tu tập những cái pháp môn của Dzogchen hay là Đại Viên Mãn, chúng ta
có những cái pháp tu giúp cho chúng ta có thể chứng ngộ được những cái bầu ánh sáng như là sắc cầu vồng. Những cái bầu ánh sáng này nó hiện ra ở trong hư không, nó là một cái sự thể hiện của báu thân. Cái sự thể hiện này như là cầu vồng, nó có, nó mang một cái đặc tánh chiếu soi, sáng tỏa, và đây là một cái hình thức của báu thân. Và từ các vị ở trong cái cõi, xin lỗi, từ các vị đã thể nhập được báu thân thì những cái cõi tịnh độ nó sẽ hóa hiện ra một cách rất là tự nhiên. Một khi chúng ta hiểu được về những cái điều kiện kiên định, những cái điều kiện chắc chắn này về các pháp thân và báu thân, thì cái sự hoài nghi của chúng ta nó sẽ tan biến. Và cái sự kết hợp giữa pháp thân và báu thân ở đây chính là một cái khía cạnh hoàn toàn thanh tịnh của chân tâm, của bản tâm của ta. Kế tiếp là cái thân thứ ba là ứng hóa thân. Ứng hóa thân ở đây phải hiểu đây chính là cái thể hiện, cái sự thể hiện của những người hành giả. Nói đến ứng hóa thân thì có những ứng hóa thân bất tịnh và những ứng hóa thân thanh tịnh. Những ứng hóa thân bất tịnh đó là những chúng sinh ở trong sáu cõi, bởi vì chúng sinh bám chấp vào cái tôi mà khởi ra những cái niệm rất là tiêu cực. Những cái cảm xúc tiêu cực này đưa đến những cái nghiệp quả, và từ nghiệp quả mà mới sản sinh ra những chúng sinh khác nhau ở trong sáu cõi luân hồi. Và còn có những ứng hóa thân gọi là những ứng hóa thân thanh tịnh nữa. Những vị ứng hóa thân thanh tịnh này là những vị Phật giác ngộ, nhưng mà các ngài hóa hiện trở lại trong thân tướng người phàm, hay là trong thân tướng của những chúng sinh ở trong sáu cõi, để mà nhiếp phục những chúng sinh bất tịnh như là chúng ta. Có những chúng sinh bất tịnh như chúng ta thì cần phải được nhiếp phục, và những chúng sinh thanh tịnh đã giác ngộ là những người sẽ hàng phục được những chúng sinh bất tịnh như chúng ta. Và chúng ta hóa hiện ra trong thân tướng phàm phu, và các ngài hóa hiện ra trong thân tướng giống như là thân tướng của chúng ta, để mà nhiếp phục chúng ta ở trong các cõi giới khác nhau. Khi mà chúng ta thọ quán đảnh thì có cái gọi là quán đảnh để làm thuần thục, quán đảnh được thuần thục, và cái gọi là quán đảnh chưa được để mà làm cho thuần thục những gì chưa được thuần thục. Thì cái gì là cái là gọi chưa được thuần thục? Đó chính là cái tâm chấp ngã và những cái cảm xúc ô nhiễm của chúng ta. Còn cái sự thuần thục ở đây là phải tu tập theo những pháp môn của Bổn Tôn để mà có thể trở nên những người hành giả chứng ngộ được bản tâm. Chúng ta là những người hành giả, do đó chúng ta phải nhìn thấy mình như là những ứng hóa thân tạm thời là bất tịnh. Nhưng mà nói chung thì dù là chúng sinh hay là những ứng hóa thân bất tịnh hay là những ứng hóa thân thuần tịnh thì cũng đến từ một cái dòng tâm liên tục, không có gián đoạn, không có phân ly. Đối với lại Đức Phật, đối với lại Phật quả thì đây chính là cái sự chứng ngộ được bản tâm của tất cả chúng ta. Và Đức Phật, Phật tánh ở trong tất cả chúng sinh, không ai thiếu Phật tánh cả. Và do đó có câu nói rằng tất cả chúng sinh đều là những vị Phật. Và chúng sinh như chúng ta hiện nay cũng đến từ một cái dòng tâm tương tục mà chư Phật cũng hiện ra từ đó, và chúng ta cũng hiện ra từ đó. Nhưng mà chúng ta tạm thời do bởi những cái sự ô nhiễm trong tâm của chúng ta mà chúng ta hóa hiện ra trong thân tướng như thế này. Bởi vì tâm của chúng ta có cái sự bất nhị, chúng ta bị khống chế bởi tâm ô nhiễm, khống chế bởi nghiệp quả của chúng ta, và chúng ta sinh ra trong thân tướng của mình. Nhưng mà một khi chúng ta tu tập đúng giáo pháp thì chúng ta sẽ tiến hóa từ từ, từ những chúng sinh như là ứng hóa thân bất tịnh sẽ tiến hóa lên trở thành là các vị báo thân, sẽ tiến hóa lên đến pháp thân, và sau đó sẽ đạt đến được toàn giác. Và do vậy cái sự hiểu biết về cái liên hệ giữa những vị bổn tôn và bản thân chúng ta như là những người hành giả là một cái điều rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có thể thoát khỏi được tất cả những cái sự hoài nghi.
쭉 들었더니 네바이오리 맨 잠토 챔비나나 차롱요나 차롱지랑 이제 조기 쇼고요리 심지 탐치가 나디데 상민게 쇼고도 데지 쪼빈데 데지 심지 탐치 유라 산초 샘지기 바데 제나 심지 탐치 내가 코 내가 막고 타토 코와를 존에 심지 탐치 상자지 바데니 데 누바서 지바 제반데 바 데스므네 데네 이 산지 롱고다 쪼고 중발에 What are the qualities of the deity that we are practicing? All the qualities of the deity are included within three qualities. That is the quality of the omniscient wisdom, the all-knowing mind, and then the quality of loving compassion, and then the quality of that they possess the power to protect beings. So first there is the quality of the all-knowing wisdom mind. So once one attains enlightenment, one reaches this pure state of enlightenment, then such a Buddha can clearly see that sentient beings temporarily are controlled by self-grasping and their afflictions in the mind. And due to that, they experience incredible suffering in the six realms of samsara. And then the Buddhas also know what can be done about that, the antidote. They see that the root of all this suffering is the grasping at a self. And they know that the only way to destroy that is to cultivate love and compassion. And so that is this all-knowing wisdom quality. And then second is the quality of loving compassion. And that is that they love all sentient beings, each and every sentient being, without any bias, just like a mother loves her only child. And so because they love sentient beings, they want to protect beings. So one might have some doubts about whether or not they can actually protect sentient beings. They actually can protect beings, and how it is that it is like melting an ice block that is floating on the ocean. So an ice block must be melted by warmth. So you need some heat to melt an ice block. And so the ice block are sentient beings. It is the self-grasping of sentient beings. And the heat that melts that self-grasping is love and compassion. So if they help sentient beings to give rise to bodhicitta, then those sentient beings will become free from suffering temporarily and ultimately free from samsara. So they know that sentient beings can attain enlightenment. That is the power to protect them. So those three qualities of the omniscient wisdom, the love, and the power to protect, these are the qualities of the certain qualities of the Sambhogakayas and the Dharmakayas of the Buddha. Khi mà chúng ta nói đến các vị bổn tôn, chúng ta cần phải hiểu là các phẩm tánh của các ngài là như thế nào. Các ngài có vô số phẩm tánh khác nhau, nhưng mà tụ chung lại thì có ba phẩm tánh chính yếu mà chúng ta phải hiểu là các vị bổn tôn có được cái sự toàn tri, một cái trí tuệ thấu biết tất cả. Cái thứ nhì là các ngài có được tình yêu thương và lòng bi mẫn. Và thứ ba là các ngài có được cái năng lực, cái oai lực để mà có thể bảo vệ được chúng ta. Nói đến cái sự toàn tri là trí tuệ thấu biết tất cả đó. Một khi một người nào đó đạt đến được giác ngộ thì vị Phật đó sẽ có một cái khả năng nhìn thấy được thấu suốt, một cách thấu suốt tất cả các chúng sinh và thấy được rằng họ đã phải bị đau khổ như thế nào, tạm thời do bởi cái sự chấp ngã của họ mà họ phải trải qua những cái cảm xúc ô nhiễm và họ phải trôi lăn và phải chịu đau khổ ở trong sáu cõi luân hồi. Và
một vị Phật có thể nhìn thấy ra được cái phương cách để làm như thế nào, cái phương pháp đối trị là như thế nào để mà có thể giúp những chúng sinh như thế. Và một vị Phật sẽ thấy ra được rằng cái cội gốc của tất cả những cái sự đau khổ này đến từ cái tâm chấp ngã, và duy nhất đến từ cái tâm chấp ngã đó. Và các ngài sẽ tìm ra được con đường để giúp cho chúng sinh phá được cái tâm chấp ngã bằng cái sự phát khởi được tình yêu thương và lòng bi mẫn. Như thế cho nên cái phẩm tánh thứ nhì của một vị Phật là có được tình yêu thương và lòng bi mẫn. Một vị Phật sẽ thương yêu tất cả mỗi mỗi chúng sinh, không có một cái sự thiên vị nào cả, giống như là một bà mẹ thương yêu đứa con độc nhất của mình. Và bởi vì bà mẹ thương đứa con cho nên bà mẹ muốn bảo vệ cho đứa con của mình. Và bảo vệ bằng cách nào? Đôi khi chúng ta không hiểu được rằng làm sao các ngài có thể có được cái oai lực để bảo vệ chúng ta. Nhưng mà có cái câu trả lời là có, bởi vì các ngài biết làm thế nào để mà giúp cho cái sự chấp ngã ở trong tâm thức của chúng ta nó tan biến đi. Và chúng ta giống như là những cái tảng nước đá, và những cái tảng nước đá này chỉ có thể được tan chảy nếu mà có được cái hơi ấm, có được nhiệt, có được cái sức nóng để làm tan chảy cái tảng nước đá đó. Chúng sinh giống như là những cái tảng nước băng đá, do bởi cái sự chấp ngã và cái tình yêu thương, lòng bi mẫn giống như là một cái hơi ấm để làm tan đi nước nước băng giá. Và đó là cái cách mà một vị Phật có thể giúp được cho chúng sinh. Và giúp khi mà giúp được cho chúng sinh phát khởi được tâm Bồ Đề trong chính dòng tâm thức của họ, thì những chúng sinh đó nhất thời sẽ thoát khỏi tất cả những sự đau khổ và rốt ráo, thì sẽ thoát khỏi được luân hồi. Và qua cái sự thoát khỏi được luân hồi đó, thì đây chính là cái oai lực mà một vị Phật có thể bảo vệ được chúng sinh. Đây là những cái phẩm hạnh của báu thân và pháp thân. So first we need to cultivate some and trust in this quality of the all-knowing wisdom of the Buddha. And so now when we say the Buddha is omniscient, is all-knowing, so people have actually asked before, so then
if they know everything, then they would also have to know English, for example. So do they all know English? For example, when at the time of Druvang Rinpoche, and people would ask me and say, they say that Druvang Rinpoche is a Buddha, he's enlightened, but he doesn't know English, so how can he be all-knowing? So this is not what is meant with all-knowing. So it doesn't mean that the Buddha has to know any language like English. But what the Buddha knows is the vastness of samsara, that samsara is vast and deep, like a vast ocean. And within that, for example, within the ocean, there is countless sentient beings, and some of them we cannot even see, and there's even more of that. So there are so many countless sentient beings, and this is what the Buddha had seen. And then also what the Buddha saw is that what is the root, the basis of those sentient beings? Why do they exist? It is due to self-grasping. Because they grasp at a self, they are controlled by afflictions. So that is what the Buddha had known and what ordinary beings do know. And the Buddha then also had realized that self-grasping of all sentient beings and one's own self-grasping is exactly the same by nature. And so then there are the pure lands, the countless pure lands that appear from the mind of bodhicitta that we cannot see, that one can only realize when one attains the state of enlightenment. And so the qualities of these pure lands, the qualities that come from bodhicitta, are even vaster than sentient beings. They're limitless, but we cannot see them from our own impure perspective. So this is what the Buddha had seen. He saw that all the suffering comes from grasping at a self. So it is said, all suffering without exception comes from wishing for one's own happiness. The perfect Buddhas arise from the altruistic mind. So within those two lines, actually, everything is complete. If you wish to become free from the suffering of samsara, you must cultivate an altruistic mind. So if you think about these two lines, actually that can clear away all doubts in your mind. And so this is what the Buddha knew with his all-knowing wisdom. And therefore, knowing that, the Buddha became free from suffering himself. And then with great love, cares for those sentient beings who are not free, who are not enlightened. And so Atisha had said, sentient beings have been very kind to me. I'm very grateful for sentient beings. Because of compassion for sentient beings, I have attained enlightenment. So this is also what many great masters have said. So it is that through this omniscient mind of seeing how things are and cultivating love for sentient beings that the Buddha has attained enlightenment. And because he is enlightened, he is an infallible, a trustworthy source of refuge. For example, we learn that when we take the refuge vow. So the deity is a Buddha. It arises from the Buddha mind, the enlightened mind. So from the mind, the enlightened mind of Dharmakaya, appears the Sambhogakaya deity, and from that then appears the Nirmanakayas. So if you understand this sequence, the relation between those three, and then you can understand the qualities of the deity. Khởi đầu khi mà chúng ta muốn tu tập hành trì pháp của Bổn Tôn và chúng ta cần phải phát khởi được một cái sự tín tâm, một cái lòng tin về cái gọi là trí huệ hay là trí giác toàn tri của một vị Phật, là một cái trí huệ thấu biết được tất cả. Đôi khi có nhiều người hỏi rằng nếu một vị Phật là một vị toàn tri thì họ phải biết hết tất cả mọi thứ. Vậy thì tại sao có những người được cho như là những vị Phật nhưng mà lại không biết nói tiếng Anh, không biết Anh ngữ? Thời xưa có một người đã từng hỏi thầy rằng người ta nói Truang Rinpoche là một vị Phật, nhưng mà tại sao Truang Rinpoche lại không nói được tiếng Anh? Nếu mà không nói được tiếng Anh thì làm sao có thể nghĩ rằng đây là một vị toàn tri? Nhưng mà là một vị Phật, không có cần phải biết Anh ngữ, không có cần phải biết tất cả những cái ngôn ngữ khác nhau. Nhưng mà cái mà các ngài thấu biết là các ngài thấu biết được về cái
cái đại dương sâu thẳm bao la bát ngát của luân hồi thực sự là như thế nào, và các ngài có thể nhìn thấu biết được tất cả vô lượng vô số chúng sinh đang trôi lăn ở trong cái bể khổ luân hồi đó, và thấy ra được một cách rất là rõ ràng cái nguyên nhân gốc rễ của cái sự trôi lăn ở trong luân hồi là như thế nào. Các ngài thấy ra được rằng gốc rễ của toàn bộ cái sự hiện hữu của chúng sinh ở trong luân hồi là đến từ cái tâm chấp ngã, và do bởi có tâm chấp ngã bám chấp vào cái tôi mà mới nảy sinh ra rất là nhiều những cái cảm xúc ô nhiễm. Và Đức Phật là một cái người đã nhận biết ra được rằng cái sự chấp ngã của tất cả vô lượng vô số chúng sinh và cái sự chấp ngã của chính bản thân mình cũng đều mang một cái đặc tánh giống như nhau, đến cùng từ một cái bản thể như nhau. Và các ngài đã phát được tâm Bồ Đề, và qua cái sự phát tâm Bồ Đề của các ngài mà vô lượng vô số những cõi tịnh độ đã khởi sinh. Chúng ta không thể nào nhìn thấy được những cõi tịnh độ đó bằng cái chi kiến bất tịnh của chúng ta, nhưng mà thực sự là những cõi tịnh độ vẫn đang hiện hữu vô lượng vô số, không thể nghĩ bàn, không thể đếm xuể, và còn nhiều hơn cả là số lượng của chúng sinh nữa. Và cái sự thấu biết này của một vị Phật là thấu biết được toàn bộ những cái đau khổ ở trong luân hồi và phát khởi một cái tâm nguyện muốn giúp cho chúng sinh có được hạnh phúc và thoát khổ. Và có một câu nguyện nói rằng tất cả những đau khổ ở trong cõi giới này đều đến từ cái tâm bám chấp mong muốn sự hạnh phúc cho chính bản thân mình, trong khi đó thì chư Phật toàn giác đến từ tâm vị tha. Chúng ta chỉ cần tư duy về hai cái câu này thôi, hai câu kệ này thôi là tất cả cũng đã đầy đủ, và chúng ta sẽ có được một cái hiểu biết rốt ráo. Phải hiểu rằng để mà có thể xóa bỏ được tất cả những cái sự hoài nghi thì phải hiểu rằng chư Phật toàn giác đến từ tâm vị tha, và tâm vị tha này vì có tâm vị tha mà Đức Phật đã thoát khỏi những cái sự đau khổ cho chính bản thân ngài. Và sau đó một vị Phật là một người sẽ luôn luôn quan tâm đến những chúng sinh khác, giúp cho họ có thể thoát khỏi được đau khổ của chính họ. Tất cả chúng sinh đã từng có một cái lòng từ rất là to lớn đối với tôi. Một vị đạo sư đã nói như thế, và Rinpoche nhắc lại rằng ngài nói rằng tất cả những chúng sinh đều có một cái lòng từ to lớn đối với tôi, bởi vì có chúng sinh mà tôi mới có thể phát được tâm từ bi đối với họ, và nhờ có tâm từ bi nên tôi mới có thể trở thành là một vị đạt được toàn giác. Và rất nhiều những vị đạo sư đã hiểu rõ về cái điều này. Và làm sao để mà có thể đạt được, có thể phát khởi được một cái lòng đại từ bi cho tất cả chúng sinh, và chỉ có qua lòng đại từ bi mà chúng ta mới có thể đạt đến được toàn giác. Do đó chúng ta phải đặt hết niềm tin tưởng của chúng ta vào cái lòng đại từ bi này. Khi mà chúng ta thọ quy y, chúng ta cũng đã từng nói rằng chúng ta sẽ thọ quy y nương vào cái lòng đại từ bi. Và một vị bổn tôn hộ Phật, đây chính là một vị Phật với lại tâm toàn giác. Và các ngài tu tập để mà đạt đến được cảnh giới của pháp thân, tức là cảnh giới toàn giác của tâm, sau đó các ngài tiến hóa đến sau đó các ngài có thể hóa hiện qua báo thân, và sau đó sẽ hóa hiện qua thành các vị ứng hóa thân. Nếu chúng ta hiểu được cái trình tự như thế, từ tâm giác ngộ là pháp thân, xuống đến báo thân, xuống đến ứng hóa thân, thì chúng ta sẽ hiểu được những cái phẩm tánh của một vị hộ Phật là như thế nào. Thank you.
Regarding those five certainties of the Sambhogakaya we mentioned before, first there is the certainty of the place, and that is the pure land of Akanishta, and then also the countless limitless pure lands of the five Buddha families, the five Dhyani Buddhas. And then there is the certainty of the teacher, and that is the six Buddha Vajradhara. And then there is the certainty of the retinue, and that is, in those places, there are only bodhisattvas on the tenth bhumi. And then there is the certainty of the Dharma, and that is the teachings of the Mahayana only. And then there is the certainty of the time, and that is the time is eternal, like an endless wheel, that is an ever presence, an endless presence. From the Dharmakaya expands appear the pure forms of the Sambhogakayas, the various pure lands. And so when we supplicate to the deity, we also might wonder, you know, when we supplicate to the deity, then the deity will come to us directly. So how does the deity actually come to us directly? It is because of this eternal, this ongoing ever presence of the Dharmakaya, because the Dharmakaya nature is all pervasive. And so it is ever present, it is always there. And so from this eternal presence, the Sambhogakaya deities appear from this expanse of the Dharmakaya. Đối với lại các vị bổn tôn hộ Phật đó, thì có năm cái điều gọi là năm cái điều chắc chắn, năm cái điều kiên định mà chúng ta cần phải dựa vào. Cái thứ nhất là cái địa điểm hay là cái nơi chốn. Cái nơi chốn ở đây là chúng ta đang nói đến những cõi tịnh độ, chẳng hạn như là cõi cứu cánh sắc thiên hay là vô số những cái cõi tịnh độ khác nhau của ngũ trí Như Lai, là của năm vị Phật. Cái điều chắc chắn thứ nhì là chúng ta phải dựa vào một vị đạo sư, và đạo sư đây là chúng ta đang nói đến Đức Kim Cang Trì. Và cái điều chắc chắn thứ ba mà chúng ta phải dựa vào là thánh chúng. Thánh chúng ở đây chính là những vị thánh chúng đang an trú ở nơi các cõi tịnh độ này. Các vị này là những vị Đại Bồ Tát ở địa thứ 10. Và cái điều chắc chắn thứ tư mà chúng ta phải dựa vào là giáo pháp. Và giáo pháp ở đây là đang muốn nói đến giáo pháp của Đại Thừa. Và cái điều chắc chắn thứ năm mà chúng ta cần phải dựa vào là thời gian. Thời gian ở đây là thời gian vĩnh cửu, giống như là một cái bánh xe, gọi là bánh xe vĩnh cửu, là luôn luôn ở đó, luôn luôn có mặt, luôn luôn hiện hữu. Thì từ pháp thân sẽ sản sinh ra, hóa hiện ra những cái sắc tướng thuần tịnh của báo thân trong những cõi tịnh độ. Đôi khi chúng ta hỏi rằng khi chúng ta khẩn cầu các vị bổn tôn thì các ngài có thể hóa hiện một cách trực tiếp để mà chúng ta có thể diện kiến, thì như vậy làm thế nào cái chuyện này có thể xảy ra? Cái điều này nó có thể xảy ra là do bởi pháp thân, thì lúc nào cũng ở đó, pháp thân luôn luôn bao trùm, và pháp thân lúc nào cũng thường hằng cũng có mặt. Và từ cái cảnh giới của pháp thân bao trùm bao la rộng khắp này mà báo thân, tức là những vị bổn tôn sẽ xuất hiện.
So then, so what is the method then to practice the deity? So the mind of the deity or all the Buddhas, this mental continuum of all the Buddhas, is that of the Dharmakaya and the Sambhogakaya. And that is like an ocean of, let's say, a vast ocean of milk. And that milk is pervaded by butter. But in order to extract the butter from the milk, we must churn the milk, and then we can extract the butter. And we do that by cultivating the three types of faith. There is first the clear faith, and that is to clearly understand the qualities of the deity. Then second, there is the trusting, or the longing faith, the yearning faith, and that is to long for liberation from suffering, of samsara, for others and oneself. And then there is the trusting faith, and that is to trust that if one cultivates the cause of bodhicitta, then one can attain enlightenment. So it is to trust in karma, cause and effect. So we, on our part, engage in the practice by cultivating these three types of faith. Then we encounter a teacher who shows us the path. And so both of them, the one who practices, the tameable sentient being, and the teacher who tames sentient beings, both of us are actually nirmanakayas. For example, His Holiness the Dalai Lama is also a person, a human being, but he can show us the path to liberation. All the spiritual teachers show us this path. So those who teach us also are people, and also us who are taught, we are also people. So on the outer level, we appear the same. But on the inner level, those who have cultivated bodhicitta, they are actual Buddhas. Their mind is a Buddha. So what makes the difference is the inner mind. The outer form is a human being in both cases. But those who cultivate bodhicitta, their mind really is a Buddha. And so we talk much about what is a nirmanakaya, or also in Tibetan it is called tulku. There's much talk about what tulkus are. But actually, whoever gives rise to bodhicitta, whoever has bodhicitta in their mind, is really such a tulku, or a spiritual guide, a teacher, who can show the path to liberate sentient beings. Bây giờ nói đến cái phương pháp để mà hành trì một vị bổn tôn thì cái phương pháp đó là cái gì? Thực sự đó chính là một vị bổn tôn là chúng ta đang muốn nói đến tâm Phật của các ngài. Tâm của các ngài đồng với lại tâm Phật, và tâm Phật ở đây chính là cái sự kết hợp giữa pháp thân và báo thân. Và bây giờ chúng ta nghĩ đến một cái đại dương bằng sữa, và trên cái mặt đại dương đó thì ở trong cái đại dương bằng sữa đó thì có rất nhiều những cái chất bơ mà chúng ta có thể chiết xuất ra được từ trong cái đại dương bằng sữa đó. Nhưng mà nếu mà muốn chiết xuất bơ ra được từ cái đại dương bằng sữa đó thì chúng ta cần phải biết cách để mà khuấy cái dòng sữa đó lên cho đến khi nào mà sữa nó trở thành là bơ. Và như vậy có nghĩa là chúng ta cần phải tu tập vị bổn tôn cho đến khi nào mà chúng ta sẽ chiết xuất ra được cái tâm giác ngộ giống như là các ngài. Và chúng ta có thể làm được cái điều đó qua ba cái tín tâm khác nhau. Cái sự tín tâm hay là cái lòng tin thứ nhất đó là một cái sự tín tâm rõ biết. Rõ biết ở đây nghĩa là một cái sự hiểu biết toàn vẹn về những cái đặc tánh của một vị bổn tôn là như thế nào. Và cái tín tâm thứ nhì là một cái sự khát khao. Một cái sự khát khao để mà có thể đạt được giải thoát, thoát khỏi những cái đau khổ ở trong luân hồi cho những chúng sinh khác và cho chính bản thân của chúng ta. Và cái sự tín tâm hay cái lòng tin thứ ba gọi là một cái sự tín tâm dựa trên
tin một cái niềm tin, một cái niềm tin chắc chắn rằng cái nhân của giác ngộ là Bồ Đề Tâm, và khi mà chúng ta tin rằng nếu có được Bồ Đề Tâm thì sẽ đạt được giác ngộ, đây là chúng ta tin vào nhân quả, là cái nhân là Bồ Đề Tâm và cái quả là quả giác ngộ. Và một khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy ra rằng chúng ta rất cần những vị thầy để mà hướng dẫn chúng ta, và những người mà có thể hướng dẫn chúng ta thoát khỏi cõi luân hồi này, đây là những người có thể nhiếp phục được chúng ta, và chúng sinh là những người cần nhiếp phục, và những vị đạo sư là những người có thể nhiếp phục được chúng sinh. Và dù là đạo sư hay là chúng sinh phàm phu thì cũng là những cái hiện tướng của ứng hóa thân, giống như là Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài cũng mang cái thân tướng phàm phu như chúng ta, nhưng mà Ngài là một người đã đạt được tâm toàn giác, bởi vì Ngài có thể hướng dẫn cho chúng ta con đường để mà đạt được giải thoát. Và tất cả những vị đạo sư tâm linh của chúng ta cũng thế, các Ngài có thân tướng phàm phu y hệt như chúng ta, không khác gì chúng ta. Bề ngoài thì các Ngài thể hiện ra một cái thân tướng phàm phu, nhưng mà bên trong tâm của các Ngài là tâm giác ngộ. Như vậy cho nên bên trong tâm của các Ngài chính là Bồ Đề Tâm, và chính tâm này đó chính là Phật. Cái sự khác biệt ở đây nó nằm ở trong tâm của ta, chứ không phải là cái sự khác biệt đến từ cái thân xác bên ngoài. Bởi vì thân xác bên ngoài thì giống như nhau, nhưng mà tâm là cái gì? Là giác ngộ. Và do đó chúng ta phải hiểu được thấu đáo rằng Bồ Đề Tâm thực sự là cái nhân để cho chúng ta có thể trở thành một vị Phật. Ở trong cái bối cảnh của Phật giáo Tây Tạng thì đôi khi người ta nói đến rất nhiều đến cái từ tu cu hay là những cái vị hóa thân. Tu cu gọi là hóa thân, nhưng mà cái gì thực sự là một vị tu cu, cái gì thực sự làm cho một vị tu cu trở thành là một vị hóa thân, đó chính là Bồ Đề Tâm. Nếu mà có được Bồ Đề Tâm thì người đó là một vị hóa thân, là một tu cu, bởi vì có được Bồ Đề Tâm thì có thể dẫn dắt được chúng sinh trên cái con đường giải thoát được khỏi cõi luân hồi, và có được Bồ Đề Tâm thì sẽ trở thành là một vị hướng dẫn tâm linh, là một thiện tri thức.
chini tamba rang luye chong chi par tamba jarse la ni song rang luye de mata par de zere gebi chini ke lam ti ja pa ti tan zung de de sa ji kom pa ma thok ke par de ni na ga to go yo re de ni de gebi chini tra chi mo re sa ji tru ba ko song And so then what is the relation between the practitioner and the deity that we practice? So the first connection that we have is the connection of Buddha and nature. And so sentient beings are temporarily obscured by the impure veil of grasping, perceiving a duality, a dualistic reality. And so if they give rise to bodhicitta, then that is cleared away and they see the ultimate truth and they become one with the deity. So the mind of the person, the mind of the practitioner is clear and empty. It is the same mind. But when we do not realize its nature, we call this mind the rational consciousness that discerns outer objects and that perceives as self. There is this idea, this notion of I in their mind. And so this mind, however, the nature of this mind is clear. It is conscious, aware. And that quality is the Sambhogakaya quality, this clarity. And then the nature of that is also empty. And that empty nature is the Dharmakaya nature. So the Dharmakaya and the Sambhogakaya are in indivisible union. And so it is due to this dualistic grasping at self and other that has brought about this perception of samsara. In the Samantabhadra prayer, it says, when you see its nature, when you realize it, you are a Buddha, and not realizing it, you are a sentient being wandering in samsara. So that shows that it is only the only difference lies in whether we see or not see the nature of the mind. But the nature of the mind always stays, is always the same. There is no difference in the mind. So when we, in order to clear away this obscuration of grasping at a self, we must cultivate bodhicitta. And that's the second relation we have to the deity. So the first relation or the first kind of life force, the life force, the bond to the deity is the Buddha nature, where we are one. And then the second bond we have is that the deity's nature is bodhicitta. And if we also cultivate bodhicitta, we are the deity. And if we do not cultivate bodhicitta, even if we practice a deity of the Vajrayana, we will not accomplish the deity, because we grasp at a self, and self-grasping always leads to samsara. So therefore, taking refuge and cultivating bodhicitta are crucial in any practice, any sadhana that we do. So why do we take refuge? It is because the Buddha has shown us this excellent path, the three levels of the path. And then, so from the Buddha appeared the Dharma, and from the Dharma appeared the Sangha. The Sangha is a spiritual guide, someone who can show us that path. A Sangha is somebody who himself has become free from suffering and therefore can show this way also to others. And so therefore, actually, of the three jewels, the Buddha, Dharma, and the Sangha is actually most important to us. Of course, the Buddha and the Dharma are also precious, but without a guide, a Sangha, they are not of much use to us. For example, even if we put statues in our home and pile up scriptures of the Dharma, if we have the Buddha and the Dharma, it is of no benefit if we do not understand its meaning. And the meaning is explained to us by the Sangha. So in some people in certain countries have said that and there is no need for a Sangha assembly and so on. But that actually is not true, because the Sangha is really very important. The Sangha shows us that path. It is very crucial. And so within that Sangha, within that spiritual guide, these three jewels are complete.
the body is the Sangha, the speech is the Dharma, and the mind is the Buddha. In the 37 practices, it says we should cherish our spiritual teacher even more than our own body. And so that is because our own body is a compounded phenomenon, and therefore it is impermanent. But the path that the spiritual guide shows us is a path that we then have from now onwards until attaining enlightenment. And so that is why the spiritual guide to us is most precious. And the spiritual guide, the Sangha, appears to us in the form of the Nirmanakaya. Bây giờ chúng ta nói đến cái liên hệ giữa chúng ta là những người hành giả và cái vị bổn tôn mà chúng ta muốn tu tập hành trì, thì nó có những cái sự liên hệ như sau. Thứ nhất là chúng ta đang muốn nói đến Phật tánh, bởi vì bản thân chúng ta và các vị bổn tôn ai ai cũng đều có Phật tánh cả. Nhưng mà chúng ta là chúng sinh, cho nên nhất thời chúng ta bị những cái sự che chướng bởi cái tâm chấp ngã của chúng ta. Đây chính là cái màn che chướng, không có cho chúng ta nhìn thấy ra được cái thực tại hay là cái chân tướng tối hậu, mà chúng ta luôn luôn nhìn thấy mọi việc dưới một cái con mắt đối đãi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có được Bồ Đề Tâm thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cách rất là rõ ràng, nhìn thấy ra được cái chân lý rốt ráo là như thế nào, và khi đó thì chúng ta sẽ trở thành không khác gì một vị bổn tôn. Chúng ta sẽ trở thành chính là vị bổn tôn, bởi vì tâm của vị bổn tôn và tâm của chúng ta thì cũng đều đồng đẳng giống như nhau. Cái bản tánh đích thực của tâm ở đây chính là một cái sự sáng tỏ rõ biết. Còn nếu mà chúng ta không có tu tập để mà thể nhập được cái sự sáng tỏ rõ biết đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn ở trong một cái trạng thái là chúng ta dựa vào một cái thức phàm phu, và cái thức phàm phu này là chúng ta dựa vào những cái sự lý luận để mà phân biệt giữa bản thân chúng ta và những cái đối tượng trước mắt chúng ta. Khi mà nhìn những cái đối tượng bên ngoài thì lập tức chúng ta khởi sinh một cái sự phân biệt như thế. Chúng ta khởi sinh cái sự phân biệt giữa ta và người. Và bởi vì những cái sự phân biệt đến từ một cái thức phân biệt mà chúng ta không có hòa được với tâm của vị bổn tôn. Nhưng mà một khi chúng ta hòa được với tâm của vị bổn tôn, chúng ta sẽ thấy ra được cái bản chất đích thực của tâm của chúng ta là một cái sự tỏ tường rõ biết và một cái tánh giác luôn luôn rõ biết. Đó chính là cái sự rõ biết của các vị báo thân. Và trong pháp thân thì chúng ta sẽ ở trong một cái trạng thái của tánh không. Và cái sự rõ biết và tánh không, cái sự kết hợp giữa cái tánh rõ biết và cái tánh không đó, đó chính là báo thân và pháp thân, là một cái sự kết hợp không có thể nào tách lìa. Nhưng mà bởi vì chúng ta có cái tâm chấp ngã, có cái tâm bất, cái tâm đối đãi, cho nên chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa ta và người, và bởi vì thế mà chúng ta mới tạo ra luân hồi. Ở trong bài nguyện của Đức Phật Phổ Hiền, bài nguyện Phổ Hiền đó có nói rằng cái sự khác biệt ở đây là có nhìn ra được hay là không nhìn ra được cái chân tướng của vạn pháp. Nếu mà nhìn ra được chân tướng của tâm của chúng ta là như thế nào thì chúng ta trở thành là một vị Phật. Còn nếu không nhìn ra được chân tướng của bản tâm thì chúng ta sẽ mãi mãi là chúng sinh trôi lăn ở trong luân hồi. Cho nên cái sự khác biệt là có nhìn ra được hay không nhìn ra được bản tâm của chúng ta. Chứ còn bản tâm thì dù là hộ Phật hay là chúng sinh thì bản tâm cũng luôn luôn là như thế. Và cái sự liên hệ thứ nhì giữa bản thân chúng ta và một vị bổn tôn là chúng ta cần phải phát khởi được tâm Bồ Đề. Một khi chúng ta có được tâm Bồ Đề thì chúng ta trở thành một với lại vị bổn tôn, chúng ta đồng nhất với các ngài. Bởi vì chân tánh của các vị bổn tôn chính là tâm Bồ Đề. Nếu mà chúng ta có được tâm Bồ Đề thì cho dù chúng ta tu tập theo pháp môn nào của Kim Cang Thừa, cái điều này cũng là điều rất là cần thiết. Còn nếu mà không có
phát khởi được tâm Bồ đề thì cho dù là tu tập theo pháp của Kim Cang Thừa, chúng ta cũng không thể nào thành tựu được bổn tôn, bởi vì tu tập theo Kim Cang Thừa mà không có tâm Bồ đề thì có nghĩa là vẫn bị vướng mắc vào cái tôi, vẫn chấp ngã, và như thế thì cái điều này không có đưa cho chúng ta được đến một cái sự thành tựu bổn tôn viên mãn. Điều này rất là quan trọng. Khi mà chúng ta nói chúng ta thọ quy y là chúng ta thọ quy y vào Phật Pháp và Tăng. Phật là cái người đã chỉ cho chúng ta được con đường giác ngộ, và Pháp là những cái giáo lý của các ngài, và chúng ta quy y vào Tăng Bảo. Tăng Bảo ở đây chính là những vị hướng dẫn tâm linh, là những vị thiện tri thức chỉ cho chúng ta ra cái con đường để thoát khỏi đau khổ. Đôi khi chúng ta cần phải hiểu là trong Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì Tăng Bảo hay là những vị thiện tri thức là cái gì quan trọng nhất, là bởi vì nếu mà chúng ta có Phật, chúng ta có Pháp, nhưng mà chúng ta không có những người thiện tri thức chỉ dạy cho chúng ta cái con đường thoát khổ thì Phật và Pháp, và chúng ta có tượng Phật, chúng ta có kinh điển, chúng ta để trên bàn thờ, nhưng không hiểu được Phật là gì, Pháp là gì thì làm sao có thể đạt đến được giác ngộ. Do đó cần phải có những vị thiện tri thức để hướng dẫn chúng ta. Ở những quốc gia khác, đôi khi người ta nói rằng chỉ cần Phật, chỉ cần Pháp mà không cần Tăng, nhưng mà điều này thực sự là không có đúng, bởi vì nếu mà có Phật, có Pháp nhưng mà không có Tăng để hướng dẫn chúng ta thì làm sao có thể chỉ ra cho chúng ta cái con đường. Do đó thân của Phật chính là Tăng Bảo, Pháp của Phật chính là giáo pháp của Ngài, và tâm của Phật chính là tâm giác ngộ. Và ở trong 37 pháp hành Bồ Tát Đạo có dạy rằng chúng ta cần phải trân quý những vị thiện tri thức, những vị đạo sư của chúng ta còn quý hơn cả là thân xác của mình. Tại sao là như thế? Là bởi vì thân của chúng ta chỉ là một cái sự hiện tượng, một cái hiện tượng của những cái sự kết hợp, và cái sự bất kỳ cái gì nó đến từ một cái sự kết hợp, một cái sự hội tụ thì nó đều có thể tan rã, nó đều là vô thường. Nhưng mà cái con đường mà các ngài đã chỉ dạy cho chúng ta, mà các vị thiện tri thức chỉ cho chúng ta, thì cái con đường đó nó là một cái con đường bất biến, nó không phải là một cái gì mà có thể hoại diệt được. Nó không có đi theo cái sự nó không có đi theo cái sự vô thường, mà nó là một cái con đường bất biến từ nay cho đến ngày mà chúng ta đạt được giác ngộ. Và như vậy nên chúng ta cần phải trân quý tất cả những vị đạo sư, những vị thiện tri thức, bởi vì các ngài là cái sự hóa hiện của các vị ứng hóa thân để chỉ dạy cho chúng ta con đường đạt đến được giác ngộ. And so then for how we engage in the practice of the deity, the Vajrayana and the sacred mantra, there are basically two traditions. There is the Gamma, a tradition of the oral transmission, and then the Dharma system of the treasures. And so the Gamma here refers to the new tantric system, and here we practice the deity by practicing the four great classes of Tantra gradually. So the first tantrum is called the action tantra, or the kriya tantra. And so here in the first stage, we approach the deity, we recognize the deity.
And then in the second tantram, the performance or charya tantram, and it is like becoming friends with the deity. We become closer to the deity. And then in the third tantra, the yoga tantram, we become very close to the deity, just like the siblings of the same parents. That is after we have practiced the deity and the mantra for quite some time, we become very close to the deity. And then fourth, the Anuttara Yoga Tantra or the Unsurpassed Yoga Tantra. Here on the fourth step, you become indivisible from the deity. The deity and your own mind become one. And at that point, all self-grasping has disappeared and you seem the primordial wisdom. Because your mind and the deity's mind have become non-dual. At that point, you become liberated and can also liberate others. So this is how we practice the four classes of Tantra according to the Gama system. And according to this system, there are more elaborate practices. The sadhanas, the different ways of practicing the deity are very elaborate, and there's a great a division of many categories and of different practices. But then, as a result, what they result in is a gradual purification of the obscurations in one's mind. So for this purpose, we practice various levels of the generation stage. So this is how we approach the practice of the Gama, the newer tantric system. Bây giờ nói đến cái phương thức để mà chúng ta có thể hành trì pháp môn bổn tôn ở trong Kim Cang Thừa, thì theo truyền thống Kim Cang Thừa, thực sự là xin lỗi, trong Kim Cang Thừa thì có hai cái truyền thống tu tập khác nhau. Cái truyền thống thứ nhất gọi là khẩu truyền, tức là Kama. Ở đây là chúng ta đang muốn nói đến những cái phương pháp xuyên qua cái sự truyền tu tập dựa trên cái hệ thống gọi là tân dịch qua cái hệ thống khẩu truyền. Và cái truyền thống thứ nhì là cái truyền thống gọi là Thoma, tức là qua những cái tàng kinh đã được để lại và sau đó được khai quật. Thì ở trong cái hệ thống gọi là tân dịch đó hay là khẩu truyền thì có bốn cái cấp độ tu tập mật điển khác nhau, đi qua những cái trình tự khác nhau. Mật điển thứ nhất gọi là Kriya Tantra. Qua cái phương pháp tu tập, qua cái cấp độ tu tập này thì chúng ta cần phải nhận biết các vị bổn tôn là ai, là như thế nào. Qua cái mức độ tu tập thứ nhì gọi là Charya Tantra đó, mật điển Charya, thì chúng ta trở thành như là những người bạn với lại các vị bổn tôn. Và qua đến cái cấp độ tu tập thứ ba gọi là Yoga Tantra, tức là du già mật điển đó, thì chúng ta trở nên rất là thân mật, gần gũi với lại vị bổn tôn, giống như là anh em trong cùng một gia đình. Qua cái sự trì tụng những câu minh chú mà càng ngày chúng ta càng gần gũi hơn với những vị bổn tôn như là anh em ruột thịt. Và cái cấp độ tu tập thứ ba gọi là tối thượng du già mật điển. Qua cái sự tu tập này thì chúng ta sẽ trở thành là bất khả phân ly, không có tách lìa khỏi cái vị bổn tôn. Chúng ta sẽ trở thành là một với các ngài, tâm của chúng ta sẽ trở thành là đồng nhất với tâm của vị bổn tôn. Khi đó thì chúng ta sẽ phá vỡ được tất cả những cái sự chấp ngã ở bên trong chúng ta, và chúng ta sẽ đạt được trí tuệ nguyên sơ. Trí tuệ nguyên sơ này là một trí tuệ bất nhị, giống như là của vị bổn tôn. Và chúng ta sẽ hiểu là khi đó chúng ta sẽ tự giải thoát được cho chính mình cũng như là giải thoát được cho những chúng sinh khác. Và đó là bốn cái cấp độ tu tập của mật điển theo hệ thống Kama, tức là hệ thống tân dịch. Có rất là nhiều những cái phương pháp tu tập rất là khúc chiết, rất là những cái nghi quỹ nó rất là khúc chiết, những cái phương pháp tu tập khác nhau, nhưng mà có những cái phân loại khác nhau của các pháp tu tập này. Nhưng mà phải hiểu là cái kết quả đến từ cái việc là chúng ta có thể từ từ tịnh hóa được tất cả những cái ô nhiễm ở trong tâm thức của chúng ta, xuyên qua những cái mức độ, xuyên qua những cái phương pháp, những cái phương tiện tu tập khác nhau trên cái giai đoạn sinh khởi. Thì
Tapte ご自身のパティジョンの流が一緒にちょっと取り入れてにやってるな。で、マニュ テトンサチレラワインチャージ。テトンサウヨレ。ニパテテ、タンナギロのカメデクバズバナギゴーソン。テリラタ、マタ、ニパ、ヤンテラソバナギ。ルタチェ、タワジュルム、ユセテタブンレブンジュゴヨレ。テレ、マテマサンチェテレチ。 And then there is the Dharma system of the Tantras, the Dharma or the treasure system that comes from Guru Rinpoche, Padmasambhava. And so that tradition of the Dharmas comes from the direct experience in the practice of the deity by Guru Rinpoche himself. And were then like translated into these dharmas, and then these dharmas were hidden by Guru Rinpoche and Yeshe Tsogyar, so that the blessings of this practice will not decline. So the karma and the dharma traditions both actually have the same meaning, but the dharma system is a more compact or an easy way, a convenient way to practice. When it comes from a practical perspective, it is easier to practice those dharmas. And so also in the dharma system, the older system, any ritual, any deity practice also follows those four steps of accomplishing the deity. And so here in this system, it is referred to as the four branches of approach and accomplishment. So these are the approach, the close approach, the accomplishment, and the great accomplishment. And so it is also important to understand those four branches of accomplishment. If you don't understand that, again, many questions will arise. For example, people want to know how many mantras they have to recite. They ask, is it okay, how many mantras should I do a day? Is it okay if I do 100 a day, or can I do just 10 a day, and so on? But actually, it is not really about the numbers. We should not focus on the number of accumulation of mantras, but it is an actual direct experience that we must gain. And that is only gained if we practice single-pointedly the deity, bringing together our body, speech, and mind. So there is a prescription of mantra numbers of accumulations for beginning practitioners, for the sake of beginning practitioners. It often mentions that there is a few hundred thousand of mantras that need to be accumulated. And if we just count the numbers of mantras, still, of course, there is a blessing. We receive the blessings of the deity, and the deity also knows that we are doing these accumulations. But that alone will not melt the block of ice of self-grasping, this obscuration. And that is actually what we want to purify ultimately.
And it cannot be purified if we only focus on the numbers of accumulations. And then if we only focus on the number, then that also leads to many doubts, because then we still cannot purify our self-grasping. But because we focus on numbers, we think that we can accomplish it very easily, but then we do not accomplish it because we only focused on the numbers, and that leads to many doubts, questions in the mind. So the proper way to practice the deity is with a great care, with a single-pointed meditation on the deity. That is as sharp as trying to put a string through the hole of a needle, a small needle's hole. So with great precision, we must practice the deity and recite the deity's mantra. And then if we practice with such care, then certainly we will attain a result. So this is how we practice the deity according to the Dharma, the treasure tradition. Kế tiếp là chúng ta nói đến cái hệ thống Thoma, tức là cái hệ thống của các gọi là các bảo tàng kinh. Và cái hệ thống Thoma này thì đến từ Đức Liên Hoa Xanh Guru Rinpoche, và cái truyền thống này dựa trên cái sự chứng ngộ của chính Đức Guru Rinpoche, một cái sự trực chứng của ngài khi mà ngài tu tập, và qua cái sự trực chứng của ngài mà ngài đã ghi lại thành những cái bảo tàng kinh, và những bảo tàng kinh này đã được cất giấu bởi chính Guru Rinpoche và vị phối ngẫu của ngài là ngài Yishi Soyao. Tất cả những cái năng lực gia trì của những pháp tu này, của những cái sự trực chứng này không có biến hoại, và bởi vì nó đã được cất giấu và không có thoái chuyển. Đối với lại hai cái truyền thống Kama hay là Thoma, tức là tân dịch hay là truyền thống của bảo tàng kinh đó, thì cũng đều có một cái ý nghĩa như nhau mà thôi. Nhưng mà thực sự nếu mà muốn tu tập theo cái truyền thống Thoma bảo tàng kinh thì nó dễ dàng hơn để cho chúng ta tu tập, bởi vì nó được thâu gom lại một cách rất là cô đọng. Ở trong truyền thống Thoma hay là còn gọi là truyền thống cổ mật thì cho dù là chúng ta tu tập theo vị bổn tôn nào cũng cần phải đi qua bốn cái bước, bốn cái trình tự để mà có thể thành tựu được vị bổn tôn. Và bốn cái trình tự này, bốn cái bước tu tập này, thứ nhất là phải tiếp cận với vị bổn tôn, thứ nhì là một cái sự tiếp cận thân gần, và cái thứ ba là một cái sự thành tựu, và cái thứ tư là một cái sự thành tựu vĩ đại. Đây là bốn cái bước cần thiết để mà có thể thành tựu được vị bổn tôn, và chúng ta cần phải hiểu rõ về những điều này. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu rõ cái cách tiếp cận là như thế nào, tiếp cận thân gần là như thế nào, thành tựu là như thế nào và đại thành tựu là như thế nào, thì nó sẽ khởi sinh ra rất là nhiều những cái sự hoài nghi, nhiều câu hỏi. Có nhiều người đã từng hỏi thầy rằng nếu mà con trì chú thì phải cần trì chú bao nhiêu lần trong một ngày, 100 lần, 10 lần hay là như thế nào thì mới gọi là đủ. Thực sự cái chuyện mà chúng ta tích lũy những cái câu chú đó, túc số của những câu chú đó, nó đúng là chúng ta cũng cần phải tích lũy những cái câu chú. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là cái sự trực chứng của chúng ta. Cái sự trực chứng đó chính là cái gì mà chúng ta cần phải đạt được. Chúng ta cần phải nhiếp tâm và để cho thân khẩu và ý của chúng ta như là chúng ta phải thu gom toàn bộ thân khẩu và ý của chúng ta lại và nhiếp tâm tu tập vị bổn tôn. Chứ còn nếu mà chỉ có tích lũy túc số, cho dù là tích lũy hàng trăm ngàn lần như chăng nữa thì cũng sẽ không thành tựu được vị bổn tôn nếu mà chúng ta không có nhiếp tâm với ngài. Đối với lại những người sơ căn như chúng ta, đôi khi chúng ta được nói, được cho biết là chúng ta cần phải tích lũy, ví dụ như là một số ngàn ngàn một cái câu ngàn ngàn câu chú nào đó và chúng ta cần phải trì tụng. Nhưng mà nếu mà chỉ có đếm túc số mà thôi thì lẽ dĩ nhiên là chúng ta cũng sẽ nhận được một số những cái năng lực gia trì nào đó, và vị bổn tôn cũng sẽ biết là chúng ta đang niệm chú. Nhưng mà chỉ có tích lũy túc số thì không thể nào có thể làm tan chảy được những cái che chướng của chúng ta, không thể nào làm tan chảy được cái sự
chấp ngã của chúng ta, và chính cái sự phá vỡ cái tâm chấp ngã này, rốt ráo mới là cái mà chúng ta muốn đạt đến. Cho nên nếu mà chỉ chú trọng vào những cái con số thì chắc chắn là những cái câu hỏi và những cái sự hoài nghi nó sẽ tiếp tục khởi sinh, bởi vì chú trọng vào những cái câu, những cái con số thì không phá vỡ được cái tâm chấp ngã, không phá vỡ được tâm chấp ngã thì không thành tựu được bổn tôn, không thành tựu được bổn tôn thì chúng ta sẽ nghĩ rằng ô cái pháp môn này nó không có một cái là chúng ta không có thể thành tựu được, và chúng ta lại sinh cái lòng hoài nghi đối với lại cái pháp tu của mình. Do đó cái phương thức tu tập mà nó đúng đắn nhất là làm sao để mà có thể thiền định một cách nhiếp tâm, nghĩa là nhất tâm thiền định về vị bổn tôn của chúng ta. Và Đức Phật nói rằng chúng ta phải nhiếp tâm giống như là chúng ta xuyên một cái sợi chỉ, xuyên qua một cái lỗ thật là nhỏ của một cái cây kim. Và đó là cái cách mà chúng ta nhiếp tâm hành trì vị bổn tôn của mình. Và chỉ qua đó mà chúng ta mới có thể thành tựu được đạo quả, đạt được một cái kết quả như chúng ta mong muốn. Nên chấp tâm là khổ tội chế bài, ô là chức bồn đó, là chức, nên chấp tư dụng mà cầm mô gồm đó, hùng mô, yáng sinh phạm rô, tí sáng quý rô, tí bền nô gà chân bồ rì, là hì bà dì rà, là rà lăng kì cung đô sáng tì, là sơ là tô à, sơ là gà bồ yung à, tí gồm đó, tí gò tì yung, là gà gồm đó tì, là gà chức gồm tù, là gà gồm yà tì rà, tí yáng tăng yáng tù gồm đó tì, rang nang lu ju pak cha ta sar zug n ba te sam si jong che de kwa te yin chung ju gong ji yu go le ten ma te le ten ni sa dai dar n ba ta nang ma ge ten ni yu mo ge am te la so ba te sam che ni bo la ten ha yu go le sen je ten la ja na ten ni sa chuk sim ji ba le sa chuk sim da ma da ba te che go le ti sim de ten la kang go na sa chi go na wang ja shi na sa chik nyami chi ni te sabare ti kashi yang sa ma bu nyami chi ya ga yo re sa ma bu nyami chi da tu so chi ba re sa chuk sim de chi ba re ni ku do san chi jin cha lu ra ma re na ti ri chi ni ti ni o sa so so nyami chi na tu so sa chuk sim de chi ba ta pe na di ma chang chi ge ti ni ma chang chi na ge yi shi ba sa ji na ti ni ka ka ma re sim chi ba re pe na dong bo chi bo ti na nō mō tsāwā chī rēch, yā kā rē, sō sō māngbō rē, tē tsāwā tē tāshī nā, tē rē sā chī rē, sā tam shē nā rāk tō kī yō rē, tē hā chāng kā rē chī bō rē, tō wā ātī shā kē tē tāwā sōng mō rē, lō tā rē chī jāng bō rē, tē wā sōng wā rē hē chī. So, there are many different deities, and so sometimes people think, for example, if they practice white taram, then the green taram will be sad, we feel neglected. So actually that is a really big mistake to view the deity in that way, because the deity is a wisdom being. And so the deities do appear in different forms with different colors and implements and ornaments and so on. And in general, you can practice whichever deity you like the most. And you certainly should practice one deity, and even if you only practice one, you should practice and habituate that well again and again. The reason why we should have definitely one deity to practice is we visualize the deity in order to purify the habitual imprints of our ordinary body and also our grasping at the outer forms. So in order to purify that, we must have a deity to visualize, to meditate on. And then in order to purify the grasping at the outer sounds and the inner speech, for example, various forms of afflicted talk, conversation, and so on, in order to purify this ordinary sound, we need to rely on a mantra. But then it is important to understand that 100 deities are one within the mind of bodhicitta. So we must practice, therefore, the deity never separating from bodhicitta. So we need one deity, one mantra, and bodhicitta. And if you understand that, and if you have only that, even if you receive 100 empowerments, it is still fine to only practice a single deity. So
people like to practice various deities, and even if you practice different deities, it is important to understand that their mind is the same. They are the same in the mind of bodhicitta, and only on the outer level they appear in different colors and shapes with different implements and ornaments and so on. But inside, their mind of bodhicitta is exactly the same. They are just like one family. The wisdom deities are not separate from each other. They are like one mind. For example, like one big tree. It has a single root, and then many different branches come from it, but it's still the same tree. So if you view it in this way, then by practicing only a single deity, it is just like practicing all the other deities. This is also how Atisha, the master Atisha, had advised to approach the practice of the deity. Có rất là nhiều những vị bổn tôn khác nhau. Đôi khi có một số người nói với tôi rằng nếu mà con tu tập hành trì vị Bạch Quan Âm Vaitara, tức là Đức Bạch Quan Âm, thì con nghĩ là Đức Lục Quan Âm sẽ rất là buồn bã bởi vì con không có hành trì theo Ngài. Nhưng mà đây là một cái sự hiểu lầm rất là to lớn, bởi vì tất cả toàn bộ các vị bổn tôn đều đến từ trí huệ nguyên sơ, và bởi vì các ngài đều đồng đẳng như nhau, các ngài có cùng một cái trí huệ như nhau, cho dù thân tướng bề ngoài của các ngài thì có thể hóa hiện trong những cái hình tướng khác nhau, màu sắc khác nhau, có những cái bảo vật khác nhau, bề ngoài thì là như thế, nhưng mà bề trong các ngài, trí tuệ của các ngài là đồng đẳng với nhau. Như vậy cho nên nếu mà chúng ta chỉ tu tập một vị bổn tôn mà thôi thì cũng giống như là chúng ta cố gắng làm thế nào để mà có được một cái thói quen huân tập được vị bổn tôn đó trong dòng tâm thức của chúng ta, thấm nhuần vị bổn tôn đó trong dòng tâm thức của chúng ta. Khi mà chúng ta quán tưởng vị bổn tôn là để tịnh hóa những cái bám chấp vào thân tướng bề ngoài của chúng ta, để mà có thể tịnh hóa được những cái dấu ấn thuộc về thân của ta. Và vị bổn tôn là cái hình ảnh mà chúng ta quán tưởng để giúp cho chúng ta có thể phá vỡ được những cái sự bám chấp vào cái thân tướng bề ngoài. Còn khi mà chúng ta trì chú thì để giúp cho chúng ta có thể tịnh hóa được cái những cái âm thanh mà chúng ta bám chấp ở bên ngoài, và khẩu hay là ngữ ở bên trong của chúng ta, những cái sự bám chấp đến từ khẩu hay ngữ sẽ được tịnh hóa bởi cái công phu trì chú của mình. Tất cả 100 vị bổn tôn cũng đều đồng đẳng với nhau nơi tâm Bồ Đề. Bởi vì có tâm Bồ Đề cho nên tất cả các vị bổn tôn đều là một. Cho dù là chúng ta tu tập vị bổn tôn nào, nếu mà chúng ta như là nhiếp tâm về vị bổn tôn đó và tâm của chúng ta không bao giờ xa lìa tâm Bồ Đề, thì có nghĩa là chúng ta đang tu tập đúng đắn và chúng ta trở thành một với vị bổn tôn đó. Cho nên cho dù là chúng ta có thọ nhận 100 cái lễ quán đảnh từ 100 vị bổn tôn khác nhau đi chăng nữa, nhưng mà cũng không có phải là một cái sự sai trái, mà thực sự là được cho phép thì chỉ cần trì tụng và hành trì một vị bổn tôn mà thôi, cho dù là quán đảnh cả 100 vị bổn tôn. Đôi khi có rất là nhiều người họ cũng thích tu tập nhiều vị bổn tôn khác nhau, thì điều này cũng tốt thôi, không sao cả. Bởi vì chúng ta cần phải hiểu rằng nhưng mà cái mà quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu đó là tâm của vị bổn tôn thì đều giống như nhau, cho dù bề ngoài thì thân tướng các ngài khởi hiện trong những cái sắc tướng khác nhau, màu sắc, hình thù, bảo vật khác nhau. Cái mà quan trọng ở bên trong tâm của các vị bổn tôn đó chính là tâm Bồ Đề, thì đều đồng đẳng như nhau. Và các vị bổn tôn trí tuệ, các ngài không tách lìa khỏi nhau mà các ngài là một. Bây giờ chúng ta phải nghĩ đến các ngài giống như là một cái cây cổ thụ rất là lớn. Cây cổ thụ này thì có một cái gốc rễ cùng một cái gốc rễ, nhưng mà hóa hiện ra thành là nhiều những cái cành cây khác nhau. Chúng ta cần phải nghĩ như thế về tất cả các vị bổn tôn. Và đây là cái cách mà có một vị đạo sư tâm linh đã hướng dẫn. Om Mani Padme Amen.
sangka thank you kamang Today, please just sit for a moment, make a couple of announcements. We will return at 2 p.m., 2:30, okay, 2:30, please everybody come back and be seated. And there will be lunch for everybody downstairs, so the people are, you know, busy preparing lunch, so please be free to join the family. Just on behalf of the Digung Dhamma Surya Center, I'd like to take opportunity. You might see my face quite often during this weekend. Kwang and the board has asked me to represent them and just to rejoice on the occasion of our beloved Apala Karchen Rinpoche through his blessing. And by the fervent love and devotion on the Sangha, this is a miracle. This home, what we are experiencing at this moment, all the temporal truth of this Dharma Center has come together. So it's truly a miracle. And I want to always reiterate that you are part of this family. Please, each one of you, we are part of this family. It's not just a one time come when Gajra Rinpoche is here or some other, you know, lamas that come, that you come here. But please come. This is your home. It is our home. In this context, also we need each one of us to be ambassadors of the Dharma. Each one of us can make a difference. We each one must spread the news of our center here in Fairfax. This has been a wish and a prayer by a beloved root teacher, Karchen Rinpoche, for many years. I think it was like 15 or 20 years ago that Sister Susu and her friend, they were looking for a place here in Virginia. So this has now become a reality. And I just want to acknowledge a reason. First, really a few family. We have few people here, the Bui family. Kwang, Tree, and Fawn, they have been the core of our Sangha to, you know, meet up with the blessings of our beloved teacher to make this a reality, this physical place a reality. Now, I don't want to go into the details, but they truly have worked so hard, put their own homes online so that it can benefit all sentient beings. So it's a great example. In that context, I'm just requesting you, please, if you can be ambassadors, we need sustaining members. We will soon update the website on the actual numbers, how much we spent, how much we raised, what's the projected expenses. But we need sustaining members. So if you could please contact any of the board members or the front desk, like $1 a day, that will be about $360 a year. But together, all of us together, will make a tremendous difference. If you can contribute $10, or whatever amount, but that will be truly appreciated. It's something that we can count on. Soon we will give you the actual numbers of what the expenses are going to be to sustain the center. And then the 1,000 Buddha sponsorship, we have so far 48 individuals that have offered $1,000 per Buddha. As long as America exists, as long as this great country is on this planet, these Buddhas will be there,
and your name, your family's name, somebody who's gone, like my own parents, I mean, they've just recently passed on. Debbie and I, my wife, we have sponsored one image. So this is a drive to pay off this Dharma Center. So please, if you cannot make a one lump sum, then maybe you can give $20 a month to pay off that, you know, that $1,000 donation. So these are some of the things we need help in all on different spheres. Brother Lance has done an incredible job with all the technology, the sound system, and he's working on, but I know he will value very much more help on the video streaming. You might know somebody who's an expert on that. So at this time, and then we have our new Dharma bookstore, a gift store. As you may know, some of you already are affiliated with so many other Dharma centers. It's a, you know, beautiful shop that can sell good books on the Dharma, particularly Gajahn Rinpoche's teaching. And then I'd just like to acknowledge our beloved, our resident teacher, Kempo Samdrup. We are truly blessed to have him as our teacher, local abbot, fully qualified and appointed by Gajahn Rinpoche. So we are really truly blessed. Like Rinpoche said, it's not just the physical thing, the temple or the books or the icons or the philosophy or the text, but it is the living master, the teacher, that is so important. So we are truly blessed to have Kempo Samdrup as our resident teacher. So everything is in place. So now what we need is the engine, and that is our family, each member. We just need to be, you know, have programs here, give you ideas. The core member, we did most of the work up till now, but it's all of you. This is our family. Just be free to talk, come and participate. And we will have many great programs we want to do from the physical, Tai Chi, yoga, you know, and other things that will benefit people, kids for Sunday school, Tibetan lessons, Tibetan classes, languages. We will invite other great teachers of the three yanas, so have quality Dharma transmission. So I just wanted to share these with you before we disperse for lunch. Thank you.